Chào bác sĩ, bé nhà tôi năm nay 5 tuổi, tôi đã cho con đi khám và được chẩn đoán là cháu mắc tự kỷ. Sau một thời gian điều trị, con vẫn chưa tập trung, giao tiếp còn kém, con chưa biết đặt câu hỏi, ngôn ngữ còn rất hạn chế. Con chưa biết mách, chưa chủ động kể về những chuyện xảy ra trong ngày. Chính vì vậy nên cách thể hiện nhu cầu mong muốn của con chưa rõ ràng. Con vẫn chưa biết cách chơi và chia sẻ với các bạn, luôn luôn chỉ làm theo ý của mình ạ. Con sắp vào lớp 1, không biết tôi có nên cho cháu đi học đúng độ tuổi hay không, và có phương pháp nào giúp con cải thiện tình trạng này nhanh nhất không ạ? Để con có thể sớm hòa nhập với các bạn không, thưa bác sĩ? Những vấn đề mà cha mẹ vừa nêu thì gặp ở rất nhiều trẻ em tự kỷ. Một số trẻ thì nói được nhưng sau đó cũng ít thôi. Và nếu con nói được thì cái cách diễn đạt của nó cũng bình thường. Vấn đề của con, cha mẹ đây thì là con cũng nói được rất ít đúng không ạ? Vâng. Ít chơi với bạn, thế rồi thì là không biết diễn đạt, đâm ra là cứ thu mình lại. Và cũng cha mẹ rất là lo lắng là con có đi học lớp 1 kịp thời theo đúng lứa tuổi được không, ở cái lứa tuổi 6 tuổi. Thế cũng chia sẻ với cha mẹ rằng là những cái trẻ tự kỷ thì hiện tại là chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, mà chỉ có các phương pháp như là can thiệp giáo dục và tâm lý, rồi các phương pháp hỗ trợ bổ sung như là các cái vui chơi trị liệu này, thế rồi thì là điều hòa đa giác quan này, rồi thì các cái phương pháp mà can thiệp tâm lý kết hợp với lại một số các cái thuốc để hỗ trợ cho trẻ cải thiện về cái tình trạng mà cha mẹ vừa nêu. Với trẻ nhà mình mà 5 tuổi rồi thì có rất nhiều khó khăn như vậy, thì hy vọng còn một năm nữa thì cha mẹ đồng hành cùng với lại các nhà chuyên môn, trong đó có bác sĩ này, rồi thì cán bộ tâm lý này, rồi các giáo viên chuyên biệt, giáo viên hòa nhập, để hỗ trợ cho trẻ. Một năm cũng còn thời gian thì chúng ta tích cực cùng nhau hỗ trợ cho trẻ để cho trẻ có cơ hội phát triển. Thế nhưng vấn đề mà tiến bộ hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái sự cố gắng của cha mẹ có dành thời gian cho con hay không, và cái năng lực của đứa trẻ nó bị nặng hay nhẹ, và cái sự tiếp nhận của nó ra làm sao phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau. Những cái yếu tố mà này làm cho cái cải thiện của trẻ là nhiều hay ít đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là với trẻ nhà mình thì mình tích cực, mình tiếp tục cho can thiệp về giáo dục tâm lý và cái sự hỗ trợ đồng hành của cha mẹ cùng với lại các nhà chuyên môn. Bên cạnh đó thì cha mẹ có thể sử dụng thêm cái sản phẩm Vương Nọ Khang, là một sản phẩm có nguồn gốc thảo dược chiết xuất từ thiên nhiên, có bổ sung các vi chất thiết yếu cho não bộ, thì nó làm tăng cường cái hoạt huyết não lên, tăng cái phản xạ. Có điều kiện thì trẻ sẽ tăng khả năng tiếp nhận và tăng khả năng ghi nhớ, rồi thì bên cạnh đó thì nó sẽ làm tăng cái dẫn truyền thần kinh trung ương và cái điều hoạt động não bộ, nó giảm cái sự tăng động của trẻ và giảm cái làm giảm đi cái mất tập trung trí của trẻ. Thì kết hợp giữa giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và một số các cái sản phẩm như là Vương Não Khang, thì là cũng hy vọng rằng là cha mẹ đồng hành cùng với con để dạy con, thì cũng hy vọng con có thể cải thiện tốt hơn. Nhưng mà theo tôi thì là cứ độ 3 đến 4 tháng cha mẹ được khám lại một lần để có sự tư vấn, đánh giá xem trẻ tiến bộ đến đâu, và cùng với lại giáo viên là đặt ra những cái mức độ can thiệp phù hợp với cái phát triển của trẻ. Khi mà giáo viên dạy trẻ thì thường là can thiệp bằng cái mức độ trẻ phát triển và nâng cao thêm một chút, từ đó cứ nâng cao dần lên. Và bác sĩ cũng sẽ tư vấn gia đình là cần thiết những cái thuốc gì, những cái sản phẩm bổ sung thêm gì để hỗ trợ cho trẻ. Thì có sự đồng hành giữa cha mẹ này, giáo viên và các cái bác sĩ cũng như các nhà tâm lý, thì và cho trẻ khám định kỳ theo đúng hẹn và có đánh giá định kỳ, thì hy vọng rằng là con của anh chị cũng sẽ có những tiến bộ để có thể kịp thời vào lớp 1. Nhưng mà nếu mà đánh giá mà trẻ chưa đủ khả năng vào lớp 1 thì chúng ta cũng không nên quá băn khoăn, vì cái đường học nó còn rất là lâu dài. Vấn đề quan trọng nhất là giúp trẻ có những cải thiện về mặt kỹ năng sống, giúp trẻ có thể hòa nhập, chơi với các bạn, hòa nhập cộng đồng, và có những kỹ năng để mà trẻ có thể tự lập trong sinh hoạt, rồi kỹ năng ứng xử thông thường, và trẻ có thể tự lập dần dần. Thì cái điều đấy là quan trọng hơn là chuyện cho trẻ vào học lớp 1 để học chữ. Thì vấn đề đấy thì cha mẹ rất là lưu ý, không nôn nóng quá là mong con vào lớp 1. Ai tất nhiên ai cũng là điều đấy là mong muốn, nhưng mà cái điều đấy chưa phải là thiết yếu nhất bây giờ. Và vấn đề thiết yếu nhất là con có thể có kỹ năng sống và có cái khả năng hòa nhập, cải thiện từng bước. Cảm ơn bác sĩ ạ.